Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay tôi sẽ mở hộp cái máy sấy. Máy sấy 3000W. Khi mở ra thì sẽ có những miếng xốp để bảo vệ máy khỏi móp méo như thế này. Xốp để qua một bên này. Phụ kiện của nó thì có hai con ốc vít để lắp cái chân này vào máy để giữ cho máy ổn định. Lắp máy nha, lồng cái chân này vào này. Mọi người để ý hướng này. Lồng máy vào. Đây có hai con ốc. Siết chặt một chút nhé, kéo nó bị mềm xuống, không khó kiểm soát nhé. Máy có thể gập lên gập xuống này, tùy theo cái hướng mà mình muốn điều chỉnh này. Đây là hướng dẫn sử dụng nha mọi người. Ở đây có 3 nấc này, có 2 núm này. Bên này thì có 3 nấc, nấc này là chỉ quạt này, nước này một quạt và một máy so này, nước này quạt và hai máy so này. Đây là cái chiết áp để chỉnh dòng điện vào trong máy so này. Giờ mình sẽ cắm điện dùng thử nhé. Đây có một cái đồng hồ đo nhiệt độ, thì sẽ thử đo nhiệt độ xem cái máy này đạt được nhiệt độ bao nhiêu. Cắm điện này. Hiện tại đây đang chỉ một quạt này, nó chỉ quạt thôi này. Một máy so này, hai máy so này, bật hết công suất này, vặn theo chiều kim đồng hồ nhé, hết công suất này. Đây là đồng hồ đo nhiệt độ điện tử nhé. Nhiệt độ môi trường hiện tại là 28 độ. Chào bác. Có cái máy sấy bác. 29 độ. Đo nhiệt độ trước một máy sấy to tướng này, như một cái phòng sấy đấy. Để đặt sấy cho quần áo cho nó. Vâng, nhưng cháu phải làm phòng sấy đấy. Phòng. Và trời này nó không khô được. Đi sấy thuê cho người ta nào. Lượng tất cả đứa con bọn vào sấy thuê cho. 20.000 một cân. 20.000 một cân. Nhà mình có con nhỏ cho nên là cũng hay phải dùng máy này để sấy quần áo cho nhanh khô. Trời hôm nay là đang mưa. Cắt tóc làm gì? Cắt đầu 3 phân là đỡ ấy. Chưa để tốt. Dậy quá. 9 độ rồi. Che vào cái đấy này vẫn ngọt. Nhiệt độ ở đầu máy là 49 độ, 56 độ rồi. 58 độ. Sao 65 độ rồi. Quá. 70 độ. Máy sấy này lạ nhỉ. Máy sấy công nghiệp 76 độ. Cái này đắt không? 78 độ, 1 triệu 9. Bao nhiêu? 1 triệu 9. Bây giờ còn sấy được cái từ 78 độ. Rồi ạ. Sấy được khoảng 80,6 độ. Sấy nếu mà sấy sưởi ấm thì khoảng được khoảng 20 mét vuông.
còn sưởi quần áo thì khoảng 3-4 mét vuông. 3-4 mét vuông mà. Thì quần áo nó mới khô được. Còn ấm còn nếu mà mình làm 10 mét vuông vẫn sấy được. Nó lâu khô ạ. Chỉ làm 3-4 mét thôi. Đến 20. Nó dao động từ 80 độ. 80 độ thì cái máy so nó tự ngắt. Ngắt và nó giảm, khi nào đến 60 độ nó lại bật lên. 60 độ thì máy so điện lại vào máy so. Thì để khoảng cách xa một chút. Xa điện máy sấy một chút xem được bao nhiêu độ. Đây là để ngoài trời nữa. Không ở trong phòng. Phải để mồm chờ cái bọn dưới họ về. 20 là mình anh em mình cứ chán chữ 10 là anh em mình chán thôi. Đi vợ ở đầu. Đó, nhà mình đang có khách nhé. Chào các bạn, mình sẽ quay video sau nhé. Vâng. Ông kính họ gia đình dậy quá. Bố nó kia không nhờ ông kính mắt mù.